Ave Maria, Ave cả nhà, con dâng lên lời ca mẹ tươi như muôn ngàn hoa. Hello chuyện, khỏe không? Bên Mỹ sao đây? Thanh Trần, good morning, good afternoon, bên Mỹ, good evening, nếu ai đang ngủ. Đang ngủ tức là buổi đêm. Chào mọi người, có giấc ngủ an lành không? Bên đây về lại cũng bình an, cảm ơn Chúa. Đoạn đường đi camera rất là đẹp. Bên đó có gặp Trà Trí nữa, gặp anh em camera này, tâm sự được một cộng đoàn tương đối nhỏ bé, rất là nhỏ. Camera lên thăm cha Mỹ, cha Đoài, Sầu Hoa, anh chị em gặp nhau rất là thân tình. Hello cả nhà, hôm nay phúc âm, đọc phúc âm nhé. Tối nay lại là busy nữa đây. Trời đẹp lắm rồi, mặt trời lên rồi, như có cái bóng sao kìa. Ta cùng chào đón nhau, nghe tiếng chim hót, chào đón thiên nhiên tạo vật và tạ ơn Chúa một ngày mới. Hôm nay chắc nhiều người cũng biết, chắc nhiều người cũng rất hãy cầu nguyện đến Thánh Pio Linh Mục. Pio là vị thánh tương đối gần gũi mà mới nhất trong giáo hội. Mà ai, nhất là những người đau khổ nhiều về thể xác thường hay lên đới rồi đời sống cầu nguyện. Pio là một linh mục tương đối bình dân, âm thầm, nhưng lại trở thành một vị thánh mà vấn đề lòng thương là, trong tòa dạy tội, là một vị linh mục sống chết vì người khác. Hello chị Thanh, thank you. Vịt quay, heo quay. Hello Điệp Hoàng. Hello anh xin cảm ơn chị Hương nhiều. Có nhiều người còn nói là muốn làm mai cho con chị Hương, gửi điện thoại, gửi message lên. Chọc nhờ tí cho vui, chứ còn tụi nhỏ bây giờ hy vọng rằng môi trường sinh hoạt nhà thờ như thanh niên, thiếu nhi, ca đoàn thì chắc lớn rồi, cũng là cái môi trường đẹp nhiều người. Nhưng mà thanh niên, thiếu nhi là môi trường công giáo rất ư là lành mạnh. Ngoài việc học Chúa, hiểu giáo hội, ngoài ra còn tạo cái tình thương với nhau, và biết đâu nhiều cặp lắm rồi thương nhau, yêu nhau và kết duyên với nhau, có khi cùng tiểu bang và có khi ngoài tiểu bang. Mà cha mẹ, nhất là bậc cha bậc mẹ, rất là muốn cho con mình lập gia đình, và việc đầu tiên là nếu được thì là gia đình hiểu nhau, cùng đồng đạo, cùng tôn giáo, cùng chủng tộc. Đó cũng là cái môi trường rất là đẹp, nên cái môi trường mà chúng ta gặp nhau rất là tốt. Thank you mọi người nhé. Xin mời phúc âm ra. Hôm nay đưa thế giới vào trong đời sống cầu nguyện của chúng ta. Nước Úc tương đối bắt đầu mở cửa ra rồi. Ở Sydney, Melbourne hôm qua có 11 case thôi. Đó là thấp nhất trong mấy tháng nay. Rồi hy vọng rằng tháng 9, tháng 10 cái triển vọng mở cửa mở ra một cách rộng rãi hơn. Và đó cũng là cái niềm hy vọng lớn cho thế giới. Mong rằng Thiên Chúa chúc lành, và với sự cầu bầu của các thánh, Đức Mẹ, Thánh Pio, để chúng ta có một cái nhịp sống trở lại tương đối bình thường hơn, và cho thế giới nhìn vào và có chút hy vọng. Rồi vaccine, Úc vừa mới ký cái 150 nước ký là hứa sẽ phân phát vaccine, thuốc ngừa cho đồng đều với nhau, nhất là những nước nghèo nha. Chúng ta là sống trong một nước tương đối giàu nhất thế giới, may mắn lắm, còn hàng triệu, hàng tỷ người thì không có được cái quyền lợi như chúng ta. Trong tâm tình đó, hôm nay Thánh Luca mời gọi chúng ta hãy trở thành những nhà truyền giáo. Go and preach, go and preach. Và Chúa đã chọn tất cả các tông đồ. Việc đầu tiên là đi rao giảng lời Chúa, chữa lành các bệnh tật. Đó là chứng của những cái bệnh của xã hội, Satan, tà thần. Xin Chúa cho chúng ta ngày hôm nay, Chúa chúc lành để chúng ta sống những giây phút hiện tại và tạ ơn Chúa một đêm qua. Xin mọi người cùng bắt đầu nhé. Hát kinh dâng ngày, tạ ơn Chúa với tâm tình khiêm nhu, khiêm tốn. Ngày nay con dâng cho Chúa, xin Chúa vui nhận lòng tri chúng con. Mọi cơn gian nan nguy khó, chúng con xin cầu theo ý Đức Giáo Hoàng sớm hôm. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông nghiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em và cùng tất cả chúng ta, cùng toàn thế giới. Như Chúa mời gọi các tông đồ hãy đi toàn thế giới. Thế giới ở đây không chỉ là năm châu, mà thế giới ở đây là gia đình, là cộng đoàn, là chính cá nhân chúng ta, một thế giới nội tâm. We gathering here this morning once again
asking, begging and praying and thanking God for unity, peace and healing. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, may the love of Jesus Christ unconditionally be with us always. Ta cùng sửa lại tư thế, nếu được hít thở sâu vào, breathe in, nghe tiếng chim hót, cảm giác, cảm nghiệm cái thân thể của chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Chúa đang dùng cái thân thể cuộc sống của chúng ta để làm vinh danh Chúa và giúp đời, giúp đạo để Chúa được hiểu hơn, gần hơn và mọi người nhận ra Chúa một cách tỏ tường hơn. Xin mọi người hít thở sâu vào một lần nữa, breathe in. Xin Chúa Thánh Thần khai trí mở lòng cho chúng ta được gặp Chúa một cách cá nhân, gặp Chúa một cách âm thầm giữa mình với gia đình của chúng ta, với người bạn đời nếu có xung quanh. Và hít thở một lần nữa. May the Holy Spirit come renew the face of the earth and help us to in touch, to see God by His words, ngôi lời nhập thể vợ giữa chúng ta. Hít thở sâu vào chưa? Cùng đọc kinh truyền tin nhé. Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho ra Thánh Đức Bà Maria và ra Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Kính mừng Maria, để ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phước lạ. Và Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời, tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền. Kính mừng Maria, để ơn phước Đức Chúa Trời cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phước lạ. Và Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Chốc lấy ngôi thứ hai đã xuống thế làm người và Ngài đã và đang ở cùng chúng ta. Kính mừng Maria, để ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy ra Thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con để chúng con cùng đáng cùng được hưởng lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Amen. Chúng ta cùng cầu nguyện. Xin mọi người nhắm mắt cúi đầu, nói chuyện với Chúa, cầu nguyện với Chúa một cách chân tình qua sự cầu bầu của Đức Mẹ. Con được cho linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền mà biết thật Chúa Kitô. Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn con Chúa chịu nạn chịu chết trên cây thánh giá cho chúng con được đáng hưởng lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. Hưởng lấy những gì Chúa Kitô đã hứa là sống ở đời này một cách viên mãn. I came that you have life and have it to the full. Và nhà của cha ta luôn có một chỗ đứng cho chính chúng ta. Ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, linh hồn Giuse, Quân, ba của anh chị Yên, sáng nay 11 giờ sẽ đám tang ở nhà thờ Capramatta Secret Heart, nhà thờ Thánh Tâm. Xin Chúa cho các linh hồn cũng như những linh hồn đã qua đời được an nghỉ trong Chúa, trong đó có các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Và sau hết chúng con này xin Chúa thương xót cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các tông đồ, các thánh, Thánh Pio, Linh Mục đã luôn sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Amen. Lạy Chúa, đó là những lời kinh, một sự chuẩn bị để chúng con gặp Chúa qua lời Chúa, ngôi nhà lời Chúa của chúng con đây. Xin mọi người trở lại tư thế, nếu đứng, ngồi, nằm, bất cứ như thế nào, xin hít thở sâu vào để gặp Chúa, đọc lời Chúa, suy niệm lời Chúa với nhau và với Chúa, với thiên nhiên tạo vật nhé. Mặt trời đã mọc sáng rồi, sáng nay 6 giờ rưỡi, 5 giờ rưỡi trời đã hừng đông, rất là đỏ, nhìn ra phía đông. Mọi người mở phúc âm ra nhé. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng chúng ta, ở cùng toàn thế giới. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca, bắt đầu chương 9, câu 1 đến câu 6.
Đức Giê-xu tập hợp nhóm 12 lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng nước trời, nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói, anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi, anh em hãy dụ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Và các ông ra đi, rạo qua các làng mạc, loan báo tin mừng và chữa bệnh khắp nơi. Đó là khởi sự của những bước chân đẹp thay, ôi đẹp thay những bước chân rao giảng tin mừng, đẹp thay ôi đẹp thay những bước chân của ngôi nhà lời Chúa, khởi sự ngày mới với một lời mời gọi, với một hồng ân, với một trách nhiệm. Cùng với cả 12 ông tông đồ, và hôm nay là 72 tông đồ rồi. Cùng nghe lại một lần nữa và chia sẻ lời Chúa, rút ra một ý lực sống nhé. Hello Sister Lydia, how are you? Còn bị lockdown không? Yeah? Still on lockdown? Let's pray today, Luke chapter 9, asking for mission. The church is mission by its nature. Giáo hội theo cái tự nhiên, cái thiên nhiên là một giáo hội truyền giáo, là một giáo hội đi ra. Như Chúa đã đi ra khỏi ba ngôi và xuống làm người. Và giao rao truyền tin vui, tin mừng. Thì mọi người nghe một lần nữa nhé. Khi ấy Đức Giê-xu tụ họp nhóm 12 lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép trừ quỷ, mọi thứ ma quỷ, chữa lành bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành các bệnh nhân. Và người nói, anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc và đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy dụ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Và các ông đã ra đi, rạo qua các làng mạc, loan báo tin mừng và chữa lành và chữa bệnh khắp nơi, everywhere. So they went, preached the good news, healed the sick everywhere in four corners of the earth. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Cảm ơn chị Điệp, tạ ơn Chúa đã cho chúng con được một ngày mới. Yes, chị Điệp chia sẻ lời Chúa nhé, dậy sớm thế. Vâng, đi các làng mạc đẹp quá nhỉ, 2000 năm xưa hình dung lại. Hôm qua mình chỉ đi camera chút xíu, cha Trí nói sao cảnh đẹp quá, lái hoài mà không tới vì cứ phải dừng lại để ngắm hoa, ngắm cây và chụp hình. Nhất là mùa này mùa xuân, hoa nở, hoa dại, hoa rừng. Rồi nở rất là nhiều những cây Native Australians vô Botanic Garden. Vì thấy được cái cảnh đẹp quá đẹp. Trách nhiệm của chúng ta là nhìn ngắm, cảm nghiệm và chia sẻ cho người khác qua cái cách sống của chúng ta, lời nói, hành động và ngay cả suy nghĩ. Mình vô nhà chị Hương ở lại một đêm, hai đêm bên đó, thấy được đúng mỗi ngôi nhà mà Chúa mời gọi hãy đi các làng mạc, vào các nhà nếu được, sống một cách chân tình, chia sẻ với nhau. Một lần nữa cảm ơn chị Hương rất là nhiều. Mình có ba bà chị Hương, Lan, Thu, rất là dễ thương. Chị cả ở camera, còn hai chị nữa đang ở Brisbane. Mỗi người có một hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng rất là khiêm tốn. Tuy không được học thức cao vì hoàn cảnh, vì mọi lý do, nhưng sống mình rất là mến phục, cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Mỗi người giúp nhau để trở thành một con người tốt hơn, cảm nghiệm và sống trọn lành hơn. Những khó khăn mỗi người phải mang theo, từ người chồng, người vợ, vì người chồng, người vợ, vì các con, vì hoàn cảnh xung quanh, và nhất là vì chính mình. Chưa vượt được mình có những khó khăn, và hôm nay Chúa mời gọi đã tụ tập, trước tiên là làm người tông đồ, mà gọi là disciple, là người môn đệ trước đã. Đã theo Chúa 3 năm làm môn đệ. Trước khi nói về Chúa, chúng ta phải làm môn đệ, là một người tu sinh, là thầy và trò. Khi mà cảm nghiệm được đủ năng lực, đủ sức, thì chúng ta đi rao giảng và làm người tông đồ, apostle, disciples, apostles, missionaries, là người truyền giáo.
Sorry, nãy giờ lo nói quên những chia sẻ của anh chị em. Mọi người viết điều gì đây? Rao giảng các làng mạc giống như cha mạnh. Thank you, Lily Bình. Chưa đâu. Mình mới chỉ là một cái small step thôi, chị Lily Bình Nhân. Cái bài phỏng vấn của Vũ Nhuận trên Facebook quá hay. Đài FM tiếng Việt Nam hải ngoại, tiếng nước tôi hải ngoại mà Vũ Nhuận cho lên Facebook đó. FM 99.9 FM. Cảm ơn anh Vũ Nhuận rất là nhiều. Tự nhiên công việc nhỏ nhỏ của mình lại được chia sẻ trên Internet, trên media, làm cũng cảm thấy rất là ấm lòng. Và đi rao giảng khắp mọi nơi, và trong đó ngôi nhà lời Chúa cũng là mọi nơi đó. Mọi nơi ở đây không chỉ là địa lý đâu, mọi nơi ở đây là chính chúng ta giờ này, trong căn phòng, trong nhà bếp, trong cái nhà mình đang ngồi, trên cái giường mình đang nằm, đó cũng là một nơi để rao giảng lời Chúa. Tinh thần nghèo khó, tính vâng phục và sự quyết tâm từ bỏ luôn là sự quan trọng nhất. Vâng, chị Thu Hà nha. Từ bỏ từ từ đi. Như hôm nay bác Quân qua đời 95 tuổi đó. Một người bố, anh hôm qua nói chuyện với anh Yên. Ông đi mà gia đình cảm thấy rất là ấm cúng. Tối hôm qua ngồi ăn với nhau sau khi lễ phát tang ở Capra. Gọi điện thoại thì họ tâm tình cảm ơn rất là lớn. Vì một sự ra đi đã không còn để lại một cái gì vướng bận, nhiều vướng bận theo bình thường. Trong vòng mấy tiếng thôi ông vào ông nghỉ, tự nhiên đi luôn 95 tuổi. Xin cho chúng ta cũng được như vậy khi hoàn thành ở đời này. Các ông đã ra đi, còn mình thì sao? Có cần đi không? Yes, các ông đã ra đi, còn anh xin, còn ông cha mạnh này, ra đi khỏi chính mình trước đã anh xin nha. Có phải như vậy không? Rồi sau đó mình ra đi vào từng nhà, nếu ai không đón mình, không tiếp mình thì mình đừng có quá giận dữ buồn bực. Đầu tiên là con, là vợ, là chồng của mình, là cha, là mẹ, bên dâu, bên rể. Nghe người kể nói cái này nhiều người phá đạo, tối ngủ không được tốt, nhưng mà nói là đáng buồn, lo và buồn hãy trở về mình trước đã nhé. Đừng có chỉ phủi bụi chân nhẹ nhàng lại thôi, đừng lên án họ. Và đó là một nghĩa cử rõ ràng, chân tình, và không sống trên cái khổ của người khác để mất ăn, mất ngủ. Vì nhiều người chống ông linh mục, chống bà sơ, chống nhóm này, nhóm kia, chống đối Đức Giáo Hoàng, gọi là Satan, ma quỷ hoành hành, rồi mất ăn, mất ngủ, buồn phiền, bực bội. Hôm nay Chúa nói nếu đến làng mạc nào, nhà nào mà không được tiếp đón. Nếu được tiếp đón, thường thì được tiếp đón, cảm ơn Chúa. Phần đông được tiếp đón, rất là ít khi không được tiếp đón. Đầu tiên là vì ý thức hệ, chẳng hạn như cộng sản, xã hội chủ nghĩa không tiếp đón mình. Rồi những gia đình, làng mạc và những cá nhân. Nhưng Chúa nói hãy âm thầm, phủi bụi chân. Tức là mình nói lên được rằng mình bất đồng nhưng không bất hòa. Và ra đi tôn trọng cái sự quyết định của họ, không bực bội. Nhất là cá nhân với nhau. Bởi vậy bớt ông Tám bà Tám, bớt nói hành nói tỏi hơn nha. Anh xin nha. Chúa cần chúng ta cộng tác, dù là một sự cộng tác nhỏ, nhỏ mà lớn đó nha. Âm thầm như con nhỏ, như con vi khuẩn đó chị Nguyên Trần nha. Nhỏ mà lớn, nhỏ mà không thấy luôn, càng âm thầm. Như Thánh Pio linh mục hôm nay đó, âm thầm sống trong dòng kín ấy, dòng hiền hèn mọn, mà nay trở thành một vị thánh không chỉ cho nước Ý mà cho toàn thế giới. Và đi đâu cũng thấy những tấm hình của Ngài treo trong nhà thờ, trong ngôi, trong căn phòng, trong bàn thờ. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhân chứng sống, động, biết, khiêm nhường, bác ái và yêu thương. Đúng rồi đó, Maria Teresa Trần, khiêm nhường. Tâm tình khiêm nhường là tâm tình đang rất là cần trong cộng đồng của chúng ta, trong gia đình và những nơi chúng ta làm việc. Hồng An Đình, xin Chúa ban cho chúng con khả năng đẩy lùi bóng tối của sự dữ bất công và sa đọa. Cảm ơn chị Hồng An Đình, hình như chị là cái người nói muốn làm mai cho con chị Hương ấy hả? Vâng, bóng tối, sự dữ và bất công, sa đọa đầu tiên trong lòng chúng ta nhé. Gần bùn mà không bị hôi tan mồi bùn là như vậy, là chính chúng ta có được. Lòng buồn thì cảnh có vui đâu. Hôm nay nhìn ra ngoài trời, uống ly trà mà thấy ngon, thấy đẹp, thấy một hồng ân của Chúa, thì khi đó mình tự động mình sẽ đẩy lùi được bóng tối. Dù chỉ một que diêm thắp lên, một cái đèn pin giữa một bóng tối thì nó chiếu sáng lắm. Một ánh sáng lấp lánh giữa một đêm không trăng, không trăng, thì ánh sao đó sáng lắm. Xin cho chúng ta một ánh sáng nho nhỏ nhé. Ở bên Brazil, mỗi lần ra những thăm những cái mộ, thấy trên cây thánh giá viết một cái biểu tượng ngôi sao và thánh giá. Ngôi sao là ngày sinh và thánh giá là ngày tự. Xin cho chúng ta
là những ngôi sao nho nhỏ đẩy lùi những bóng tối, và khi chết là trở thành một cây thánh giá phục sinh. Teresa, thank you. Thị Hoài, hello chị Trâm Trần, xin cho chúng con quảng đại và bác ái. Cảm ơn Chúa. Kenji, ok, nhiều lắm rồi nha. Lucia Trần, chúng ta cùng kết thúc bằng kinh lạy Cha. Chúng tôi rồi đi làm trễ rồi, anh Niềm Tâm cũng đói bụng nơi lạy Chúa. Xin ban cho con ánh sáng và sức mạnh của Chúa. Thank you chị Hiên, long time no see, hy vọng còn gặp lại. Hoàng Lan xuất hiện, xin Chúa xin cho chúng con biết nghe lời Chúa và loan truyền những gì nho nhỏ khả năng hiểu biết lời Chúa dạy. Yes, nhỏ mà to, yếu mà mạnh, trong tối mà sáng, Chúa Giêsu đến một cách âm thầm. Rồi kết thúc, chị Diệp nè, chị Diệp xuất hiện đầu tiên, kết thúc nhá. Lạy Chúa xin cho chúng con học hỏi và giống đi rao giảng như các tông đồ của Chúa. Đừng lo ngại, có Chúa đi với con sẽ không còn sợ chi. Đừng mang quá nhiều, không chỉ là vật chất, mà mang quá nhiều ưu tư. Ưu tư ở đây nhiều lúc tốt, ưu tư cho giáo hội, ưu tư cho nước trời, ưu tư cho con cái, ưu tư cho chồng, cho vợ, ưu tư cho cộng đoàn, cho hội đoàn. Và cuối cùng mang quá nặng nề và mất đi cái bình an. Xin cho chúng con chỉ mang theo niềm vui trong hồn, trong lòng, bình an và những khả năng mình có, và tiếp tục đi tới đâu, học tới đó, và lắng nghe xung quanh mình như mình sắp đi thổ dân. Mong rằng mình đang bước vào một cái mystery, một cái vùng đất, một cái văn hóa lâu đời nhất trên thế giới. Và từ đó chúng ta cùng gặp Chúa, khám phá ra Chúa và cảm nghiệm sự hiện hữu của Chúa. Amen. Vâng, lên đấng cứu thế chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, cho ngày hôm nay chúng con sống được bình an và rộng lòng thương. Xin cho chúng con luôn sống liên kết với nhau, an toàn giữa mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Đức Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, đức tin từ các tông đồ đã ra đi rao giảng tin mừng bốn bể năm châu, đến châu Á, đến nước Việt Nam, đến Sài Gòn, Huế, Hà Nội, đức tin của giáo hội. Và xin cho Hội Thánh chúng con, chính là từng cá nhân chúng con đây, luôn được bình an và hiệp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Đặt cảm nghiệm sự bình an của Chúa nhé. Vươn vai, giương tay, giương chân, nhìn vào nhau và chia sẻ sự bình an cho nhau, dù là bằng tư tưởng hay xung quanh mình có ai, mình liếc qua liếc về, cọt lét nhau tí, chia sẻ sự bình an, niềm vui cho nhau. Mình đến từng làng mạc khắp mọi nơi đó, anh xin và mọi người đưa sự bình an đến, dù là bên châu Phi, châu Mỹ, châu Âu, châu Á, châu Đại Dương, đưa sự bình an, lấy sự bình an từ thiên nhiên tạo vật và chia sẻ sự bình an cho nhau, từ mặt trời, mặt trăng, sông núi, biển khơi, chim trời, cá biển. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Chiên Thiên Chúa, đấng đã mời gọi các tông đồ đi rao giảng tin mừng, dùng những tình thương bác ái khiêm nhường, đừng quá bực bội nếu ai không đón nhận mình. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho chúng ta được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con chẳng xứng đáng Chúa ngự vào nhà con chút nào, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn chúng con được lành mạnh, thể xác chúng con được nhẹ nhàng,
để lắng nghe tiếng Chúa, cảm nghiệm lời Chúa và ra đi rao giảng lời Chúa. We are not worthy, like, dear God, I'm not worthy to, that you come into our roof, even ngôi nhà lời Chúa, but only one word and my soul will be healed. Hít thở sâu vào nhé, cảm nghiệm sự hiện hữu của Chúa trong tâm hồn chúng ta, xung quanh chúng ta và giữa thiên nhiên tạo vật. Một buổi sáng, một buổi chiều, một buổi tối. Chúa, dù bất cứ hoàn cảnh nào như Thánh Pio, vì Thánh vừa mới chết năm 1968 thôi, dù hoàn cảnh nhất là đau đớn về thể xác, hoàn cảnh xung quanh, nhưng không bao giờ cảm thấy là chúng con lìa xa Chúa, Chúa lìa xa chúng con. Xin cho chúng con là những người lữ khách, xin cho chúng con là những nhà truyền giáo, nơi chúng con đang sống, hoàn cảnh chúng con đang có, khả năng chúng con Chúa ban và học hỏi được. Xin cho chúng con vui với những điều kiện đó để sống trọn hảo trong một ngày hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Cùng đọc chung nhé. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em. Amen. Ban phép lành cho tất cả chúng ta. Chúc mọi người một ngày mới an lành. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Cùng đọc kinh sáng danh bằng tiếng Anh nhé. Như một nhà truyền giáo, dùng những khả năng mình có, nhất là ngôn ngữ tiếng Anh, ngôn ngữ mình đang có, cho các con, các cháu và những người không cùng đồng đạo, không cùng chủng tộc, là buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, mỗi giây phút, chúng ta luôn làm cho Chúa được vinh danh, sáng danh. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Nữ vương ban sự bằng an, Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn, các thánh tử vì đạo nước Việt Nam, Thánh Pio, Linh Mục, xin cầu bầu cho chúng con, xin cho các linh hồn được an nghỉ ngàn thu và chúng con sống những giây phút hiện tại trọn hảo, trọn tình. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. May God bless us all, the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn chị Hoàng Lan. Thank you, thank you. Hy vọng có ngày mình gặp nhau nhé. Ok, nếu được bỏ ra một vài giây phút nữa để cầu nguyện, để chiêm niệm, cảm nghiệm. Chị Lành, chị hay nói sau giờ cầu nguyện, chị ngồi và cảm nghiệm tình thương của Chúa. Đó là bước cuối cùng, contemplating, để chiêm niệm. Chào nhau nha, chúc một buổi sáng vui. See you.